Chiều ngày 11 tháng 9, sau 2 ngày nghị án để xem xét các chứng cứ, tài liệu cùng trình bày tranh luận của các bên liên quan, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tuyên đọc bản án và kết quả phán quyết vụ kiện quyết định xử phạt hành chính giữa nguyên đơn là ông Đỗ Văn Hà và người bị kiện là trưởng công an quận Bắc Từ Liêm. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa bà Trần Thị Minh Thu đã trình bày nội dung vụ án. Báo điện tử Tầm Nhìn công khai nội dung và phán quyết của hội đồng xét xử đối với vụ án này. Nhận định của tòa án: căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của đại diện viện sát trên cơ sở phân tích đánh giá khách quan toàn diện những tài liệu chứng cứ tình tiết của vụ án, những căn cứ pháp luật, hội đồng xét xử nhận định: một, về thủ tục, ông Đỗ Văn Hà khởi kiện quyết định hành chính do trưởng ban quận Bắc Từ Liêm ban hành nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm theo quy định tại khoản 1 điều 31 của luật tố tụng hành chính. Hai, về nội dung, xét yêu cầu khởi kiện của ông Đỗ Văn Hà cũng là xem xét tính hợp pháp của quyết định xử phạt hành chính số 315 ngày 19 tháng 10 năm 2019 của trưởng khoa quận Bắc Từ Liêm đối với Đỗ Văn Hà, sau đây gọi là quyết định 315 về thẩm quyền xử phạt hành chính. Trưởng khoa quận Bắc Từ Liêm là ông Lê Đức Hùng ký ban hành quyết định 315 là đúng với quy định tại khoản 4 điều 39 và xử lý vi phạm hành chính khoản 4 điều 66 nghị định 67 thẩm quyền xử phạt đối với trưởng khoa cấp huyện. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội, vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam, triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Vin Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Về trình tự thủ tục ban hành quyết định, căn cứ vào quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 202 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của cơ quan cảnh sát điều tra năm 2019 của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm xem xét đơn tố giác của anh Dương Trọng Tết về việc ông Đỗ Văn Hà dùng gậy cao su đánh vào chân và tay anh Tết ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại trường tiểu học trung học cơ sở Bát Sát, quận Ngô Quyền, Hà Nội, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm. Điều tra viên được phân công giải quyết vụ việc đã đề nghị trưởng khoa quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và trưởng khoa quận đã ra quyền xử phạt vi phạm hành chính cho phó trưởng khoa quận là đúng trình tự thủ tục theo quy định tại điều 54 điều 63 luật xử lý vi phạm hành chính và quyết định số 261 ngày 19 tháng 10 năm 2019 về việc giao quyền xử phạt hành chính của trưởng khoa quận Bắc Từ Liêm. Người khởi kiện, người đại diện theo quyền của người khởi kiện và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khởi kiện cho rằng trưởng quan quận không lập biên bản vi phạm hành chính mà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Văn Hà là trái với luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 1 điều 6 nghị định hợp nhất số 210 ngày 19 tháng 1 năm 2018 của Bộ Tư pháp không có căn cứ chấp nhận, bởi lẽ theo quy định tại khoản 1 khoản 2 điều 63 luật xử lý vi phạm hành chính về chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt hành chính thì 1. Đối với vụ việc do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự thụ lý giải quyết nhưng sau đó có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, nếu hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày ra quyết định, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự phải chuyển các quyết định nêu trên kèm theo hồ sơ và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Hai, việc xử phạt vi phạm hành chính được căn cứ vào hồ sơ vụ vi phạm do cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chuyển đến. Do đó, trong trường hợp cụ thể này, không phải lập biên bản vi phạm hành chính. Về hành vi vi phạm hành chính, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, ông Đỗ Văn Hà thừa nhận dùng gậy cao su đánh vào chân anh Dương Trọng Kết. Đây là hành vi xâm hại sức khỏe của người khác, không phụ thuộc vào việc anh Kết có hay không có thương tích. Mặc dù anh Dương Trọng Kết có đơn tố giác đề nghị xử lý pháp luật hình sự đối với ông Hà, tuy nhiên hành vi của ông Hà chưa đủ yếu tố thành tội phạm mà hành vi nêu trên của ông Hà có dấu hiệu vi phạm hành chính. Cụ thể là ông Hà có hành vi xâm hại đến sức khỏe của anh Dương Trọng Kết. Việc người bị kiện căn cứ điểm E khoản 3 điều 5 nghị định 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của chính phủ xử phạt hành chính đối với ông Đỗ Văn Hà là có căn cứ đúng quy định pháp luật. Như vậy, việc qua quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 315 ngày 19 tháng 10 năm 2019 đối với ông Đỗ Văn Hà là đúng trình tự thủ tục
đúng thẩm quyền đối với hành vi vi phạm của Tố Văn Hà về việc người khởi kiện yêu cầu người bị kiện xin lỗi và bồi thường lại người danh dự theo đúng quy định pháp luật. Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ. Theo như phân tích trên, thì quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 35 ngày 19/10/2019 đối với ông Tố Văn Hà là hợp pháp nên không có căn cứ chấp nhận yêu cầu này của người khởi kiện. Về việc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện kiến nghị cơ quan chức năng xử lý, ông Dương Trọng Kết và một số người khác có hành vi gây dối trật tự công cộng tại khu vực cổng NH1 ngày 26/7/2019. Yêu cầu này không nằm trong phạm vi khởi kiện của án hành chính, do đó không xem xét. Về án phí, theo quy định tại điều 2 và người cao tuổi và điểm D khoảng 1.12 nghị quyết 36 ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Quốc hội về án phí lệ phí tòa án, ông Tố Văn Hà không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm vì các mẹ trên quyết định căn cứ vào điều 57, 63, 68 và xử lý vi phạm hành chính các điều 30, 31, 193, 194, 204, 206, 204, 208 của Bộ Luật Hình Sự. Nghị định 167 ngày 12/11/2013 của Chính phủ có điều 2 luật người cao tuổi và điểm D khoảng 1.12 nghị quyết số 36 ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Quốc hội về án phí lệ phí tòa án xử một bác yêu cầu khởi kiện của ông Tố Văn Hà đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 315 ngày 19/10/2019 của trưởng ban pháp lý đối với ông Tố Văn Hà. 2. Không chấp nhận các yêu cầu khác của các đương sự. 3. Về án phí, ông Tố Văn Hà không phải nộp tiền án phí hành chính, không phải chịu tiền án phí hành chính sơ thẩm. Trả lại ông Tố Văn Hà số tiền 300.000 đồng ông đã nộp theo biên lai số AB2015-2015-3599 ngày 5/6/2020 tại chi cục thi hành án dân sự của Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Án xử công khai sơ thẩm, các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong 15 ngày để giải quyết án. Trên đây là toàn văn nội dung bản án.